Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 vừa diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Được tổ chức trong 2 ngày 26-27 tháng 8 năm 2024, với sự tham dự của các cấp lãnh đạo trung ương và địa phương, cùng với 315 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương khóa 10 đã phát huy được trí tuệ tập thể, đóng góp tích cực trong định hướng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới. Cùng với kiểm điểm đánh giá công tác mặt trận thời gian qua, Đại hội đã quyết nghị thông qua nhiều nội dung quan trọng cho công tác mặt trận thời gian tới. Theo đó, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, phát triển, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Bình Dương quyết tâm phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới, sáng tạo, góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Để nâng cao chất lượng công tác mặt trận, Đại hội đã nhận được nhiều tham luận, ý kiến đóng góp thiết thực, sát với thực tiễn. Trong đó đặt ra yêu cầu, hoạt động mặt trận và những người làm công tác mặt trận các cấp, đặc biệt là ở cơ sở, phải không ngừng đổi mới, kiện toàn, chủ động thích ứng với điều kiện thực tiễn, luôn đi sâu đi sát với người dân, phát huy được tính dân chủ, thiết thực trong các chương trình hành động, góp phần làm tốt công tác vận động, tập hợp, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Trong cái công tác mà tuyên truyền để mà đổi mới về cơ sở thì mình cần phải là xuống dân, thì trong đó thì có cái mô hình mà gần dân sát dân, thì phải phát huy hơn cái mô hình đó để mà trong cái thời gian tới, mà trong những cái ngày hội mà đại đoàn kết toàn dân tộc, thì các vị lãnh đạo của mặt trận các cấp sẽ về xuống cùng với dân, cũng như là hiện nay là có thực hiện cái mô hình mà cà phê với nhân dân, thì qua đó sẽ nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của người dân, và người dân sẽ hiểu hơn được những cái ý nghĩa cũng như là những cái chính sách của đảng và nhà nước. Mình có những cái phong trào, những cái công việc thực tế để xuống sát với dân, thì cái việc mà vận động người dân được tốt hơn. Tổ chức những cái chương trình thực tế như trải nghiệm, các buổi tập huấn và các phong trào trong công tác an sinh xã hội để góp phần cho các công tác mặt trận ở cơ sở được thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, phát huy vai trò cao hơn nữa để chăm lo đời sống vật chất tinh thần cũng như người khó khăn ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cũng nói chung là cũng người đồng bào dân tộc Khmer nói riêng. Đồng bào chúng tôi luôn luôn đoàn kết, giữ vững về an ninh trật tự, đoàn kết xây dựng khu ấp dân cư được tốt đẹp. Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương lần thứ 10, nhiệm kỳ 2024-2029 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Kết quả đại hội là kết tinh của trí tuệ, nhiệt huyết và trách nhiệm của tập thể, của các cấp mặt trận, các tổ chức thành viên, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ đây tạo cơ sở, nền tảng vững chắc cho mục tiêu xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương trở thành đô thị thông minh, văn minh, giàu đẹp.